Tôi làm thế này cho nó dài dài ra một chút để cho anh đổi vàng, ổng không chịu. Cái hai dầu vô nữa ha. Hai vô đâu? Anh cung. Chị. Cho nó nóng nóng. Chị nữa. Nó được dài. Dài làm gì? Dài. Bắt con chó đi mất tiêu rồi. Đâu rồi? Đi rồi. Chó trong nhà gì ba không có. Chó trong nhà gì. Nhất xe đây nhí chó mát nhí. Cho vào đó lấy đi. Mua cơm tao không bán hả cho rồi. Bị có ai đó không biết rỡ nói thấy bà Lặng lại mua cơm thì cho bà Lặng đi rồi nữa tôi trả tiền. Rồi cắt tiền đi. Đi mua cho ông ăn. Nhà với chủ nói người nào mà có bị chất độc ngộ nào mệt rồi cho nín thở đốt cái này vàng vàng rồi chế nước sôi vô uống thì được sống lại cường thọ. Chứ tài Phật có cuốn sống bởi chồng tôi không có chết bậy, tôi không có chết bậy. Tài Phật dặn tôi 6 lần là gặp ai chết á, kêu tài Phật ơi cứ sống dùm là người đó phải sống dừng thôi. Xe xuống bán anh không? Rồi. Mình đem cơm vô đi. Ai gì là Phật? Cơm ăn đi. Đừng có bắt gì chi vậy? Cái này là làm thấy giáo chủ. Ổng nói là ổng cầu Phật đó lấy cái cùi bắp khi nào có mệt ngợp á là có chết ngộ độc á đốt cho vàng khét rồi chế nước sôi vô uống là tự nhiên sống trường thọ luôn. Cùi bắp ưa ghen mà phải đốt khét mới được. Rồi ổng ho chóng rồi kìa, kêu ổng coi. Không có. Kêu anh ơi coi. Ổng thấy tôi lễ mà bộ khẹt khẹt chứ. Tôi xin ông giáo chủ cho ổng sống rồi, ổng chết 6-4 lần rồi, ổng sống lại đó. Kêu anh ơi coi. Kêu anh ơi coi, ổng nói chuyện không? Ông Tư ơi. Cái gì? Ông ăn cơm mà ăn cháo. Ơi. Mà nước này nãy cho ổng uống nè, cua ổng dài được 6 phân rồi nè. Đâu? Đó. Nó lớn lên coi. Rễ cây cao, nấu nước với trà cho ổng uống, cua ổng rú ra được 6 phân rồi. Mình thấy ông giáo chủ ông nói rễ cây cao, ổng nấu nước cho uống thì cua lại bình thường. Cua rồi là tôi bình làm thử cho ổng uống bữa, miễn cho uống vô là dài 6 phân. Rồi bà uống có dài ra không? Tôi không có uống. Rồi không uống? Ừ. Ăn nè, ăn cơm nè, ngoài dạy ăn cơm, thôi ăn ngủ nữa đi, ăn đi, ngồi dậy đi. Thẳng, chân đau rồi cứ ối không à. Mở ra cái cho 50 mua cơm á, em mua người ta cho là em cũng cầm tiền nè, do là mở đó hôm nay, cụ dài mở cho rồi. Luôn. Ghế này cao trong ấm nước á. Ăn đi. Bà cho ông uống cái này là nó sung á hả bà? Uống cái nước đó đó. Không có cho cua dài ra đặng khấn đồ cho ông bái đó. Con thay thục nước bà ông bái ướt mình hết trơn à. Thục rồi ha. Ừ. Rồi bà uống có dài ra không? Tôi không có uống đó bà. Chứ bà uống cái gì? Tôi uống mấy lần rồi tôi sung tôi ghiền quá à, tôi không uống nữa. Sao? Uống rồi ghiền. Bà uống rồi nói sao? Uống nó ghiền nó nhớ cái chuyện ngày xưa hồi ta trẻ. Nhớ chuyện gì? Nhớ chuyện hai vợ chồng giao cấu. Giao cấu là cái gì? Giao cấu là giao cấu là cái gì? Giao cấu. Giao cấu hả? Thì hai vợ chồng yêu thương. Ủa? Cá mực trang. Ông Tư ơi. Cái gì? Ông ăn hộp ăn dĩa. Ăn hộp đi. Mua hai cá lóc á, mua cá lóc cho ông không? Không. Ông đòi ăn cơm cá lóc mà. Ăn không được. Con mấy lần bỏ cho mà ăn thịt cho mà. Ông mới đòi con đi mua, con mới đi mua. Ăn cá lóc hả Tư? Thôi đi. Cá lóc qua cá chê cũng khoái, còn cái là cá lóc ăn con mấy lần bỏ cho hả? Đỡ ngồi vậy coi. Đỡ ngồi dậy ăn hả? Ngày vậy ăn đi. Ông ơi, ông ngồi dậy anh hà mình đỡ ông ra dữ lắm. Cơm này vậy mà nó không lấy tiền bà ha, nó cho bà ha. Ừ, lẩu quán con người ta có người ta dặn. Hả?
có dặn miễn bà dặn lại mua cơm thì cả bán cho bà tôi trả tiền. Rồi tôi năn nỉ người ta, cái cậu kia cho tiền tôi lấy đi để tôi tội, tôi nói láo tôi tội đó. Cái người ta nói thôi cho đó đem về đi. Đó thì cho bà 50 bà kết đi. Rồi ngồi dưới ăn cơm đúng không? Ông ngồi được lên không? Ngồi được á. Niếm tay ông lên coi, chồng niếm tay chồng lên. Niếm tay chồng lên, trời ơi để ông lên mình. Bà nói ra, lại vô đây. Vô đây kéo tay lên. Kêu kìa, ngọt kìa, 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 tay kìa, tay kìa. Lại ngồi dậy, nó mơ Di Phật, nó mơ Di Phật. Nó mơ Di Phật, rồi Phật kéo dùm cho Tấn Minh Tùng rồi dạng cơm đi, rồi Phật coi. Rồi Phật coi cho Tấn Minh Tùng rồi dạng cơm. Nó mơ Di Phật. Đừng đạp giờ em, ôi da đạp. Mình có đạp nha, ngồi lại. Ngồi lại thành giờ dưới đất mới ngồi được. Không được rồi, kêu nó qua kéo lên nè. Không có, từ từ ổng ngồi ăn. Đó, cụ đang ngồi ăn cơm cái. Thôi, ổng nằm múc ăn đây nè. Ổng nằm múc ăn đi. Đó, đó. Không có nghe đâu. Nè, anh Hùng ơi. Nè, biết làm sao không? Anh Hùng ơi. Nè, cho tôi món đồ ăn, tôi không ăn chứ cho con chó tôi ăn, con ăn chó giải giải chết ngắt à. Cái gì? Con nhỏ kia, nó cho một khúc cá chiên, tôi không ăn, tôi cho con chó ăn, chó giải giải chết ngắt à, nên gần gần để cho đồ ăn, tôi không dám ăn. Ừ. Đó là hả? Đó là cho mất cơm. Yếu lắm rồi. Không có. Tại ông tay biến à, nè, bưng ăn đi. Từ từ, chứ ông ngồi đàng hoàng lên ăn. Anh thân lắm đấy. Cho ngồi nghe được đây. Không có, tôi có xin giấy chủ, cứ sáng nhìn chồng cứ lại. Bà đút ăn thôi, ông múc được. Ông múc ăn nè. Đó, ông múc phải không? Nếu cái tay bà dính thì em thui, cứ không. Không có, không phải. Lọ. Ông chủ mới lấy về Việt Nam cứu sống những người chết. Ông cháu chủ nào mà cháu chủ. Cứu sống, tôi kêu ổng chết rồi, tôi kêu cứu sống rồi. Im. Tao phải kêu cứu sống được tấm lên trồn. 78 tuổi. Đó. Đổ vào cái tô đó. Trời cho ông ăn chó ngon đi. Ăn nít trong này. Kì. Đi ra. Đi ra. Ông không còn răng là ông ăn tội lắm. Đi ra ngoài đi con, đi ra ngoài cho. Rồi bà buông ống ra bà ăn luôn đi. Ê, thôi tao không nói rồi. Buông dây lại coi. Quý mày chạy hoài. Kê. Đây đó, cô tạo cho bà nè. Thấy hương chồng chưa? Còn yêu nói không? Hả? Còn yêu chồng nói nữa không? Chứ không muốn để cái cào cái ăn đòi hỏi sinh lý á. Sao không cho ông chơi? Cho ông mấy lần rồi. Sao không cho ông chơi? Hả? Ông đòi hỏi sao không cho? Sao lắc đầu? À tại tôi bận tôi cởi đũa cho tôi mặc cái áo dịu là 4 năm rồi. Tôi quy tịch với thầy á ngày 15 tháng giêng năm 2013 tới bây giờ. Chuối ở đâu ăn hả? Chuối bài này mới lấy cho. Hột vô cái nồi đó mới dạo lên ha, xong phải lấy phải thử cái nước cao đó. Cái nồi đó kìa, nồi cúng cua hồng chứ. Ăn đi ông, ăn không nổi rồi hả? Ăn nổi chứ, ăn hết hộp luôn chứ. Mà đút cho ông ăn đi. Đút cho chồng ăn rồi. Đút em không vậy? Không, từ từ. Đút rồi nói làm sao? Anh ơi, ăn cơm. Ráng ăn đi anh ơi. Không có gì ngon bằng cơm với cá. Không có gì ngon bằng mái với con. Nói ăn, ráng ăn đi anh ơi. Trời, gà nó bay rồi, bán hết mấy gà đi. Cá thì gà ha. Hôm nay đỡ hôi chút, dọn ra mình chút. Cái này dọn xịt nước rồi tạt xà bông á. Thuốc tẩy á. Gì vậy? Cái này à, vậy xà bông ra là thấm thì dễ lau. Lau chùi sạch sẽ. Sạch sẽ, dột đốt đó. Không có đốt. Đốt. Không thấy ăn thịt trùng sao? Ổng tài sản có nhiều, ổng nói ai bằng tài sản, ổng giao hết cho.
lúc một cái mẻ kho ổng nhận vào ổng đập cái mẻ kho, người ta đưa mẻ kho ra ổng không có tài sản, người ta nhận hết á. Bởi vì tôi có cái gì tôi không có chịu bỏ, mình bỏ mình suy lắm. Bữa hổm có lấy dầu lửa hai với con cu ổng cho dài ra nữa hả? Làm sao kể rồi ai xuống vậy? Cái gì? Kêu làm sao? Lấy dầu à, tha vô, nắm kéo ra, rồi cộng mấy cái chén, cộng mấy cái chén với sợi dây, rồi để ra, mai mốt thêm cái, tùy tùy nó dài. Rồi tính làm, ổng không chịu, nó ăn ngay cho tôi làm thế này cho nó dài dài ra một chút để cho ông đỡ ghen, ổng không chịu. Có hai dầu vô nữa ha? Hai vô đâu? Thanh cung. Làm chi? Cho nó nóng nóng. Làm chi nữa? Nó được dài. Dài làm gì? Dài lận đáy ỉa thôi, lận không có dính. Chứ không phải để dao cấu ha. Tôi mặn à, hồi bạn. Tôi mặc cái áo dựa và tôi không hay tinh lý nữa. Vì bà đổ về cái tô á, lấy cái muỗng kia múc cái dễ. Muỗng có đâu. Gặp cái gì ăn mấy rồi. Hết rồi. Thế dạ hả? Cái muỗng của bà ăn cơm đâu hết rồi. Cơm đậu. Đốt ông đi. Con ổng kìa sao không mà. Lúc ăn với bà sao? Đổ ra cái tô cho ông ăn đi. Lúc cơm cho chồng nó ngọt đàng hoàng coi. Trời ơi, với em bé hả? Ông đi mà ông qua dây bệnh ông múc ăn được không? Hả? Ăn hết hộp nè. Còn tôi ăn hết hộp tôi không nè, tới tôi đói nữa. Tới tôi đói tôi lục kiếm cái gì tôi cũng ăn vô, tôi uống nước tôi né ngủ nữa. Tôi có chê cho bà để đâu rồi? Đó. Để hồi chê xình đấy nha. Hồi kho ăn ha. Kho nấu rồi cơm lên ông với bà ăn ha. Ủa bánh uống nước đi gần chút rồi đi về không? Dạ. Uống nước đi. Uống nước đi. Uống nước rồi cậu. Qua tôi nhậu với hai cô gái thôi. Ừ. Nè, anh tên đang quay nè. Rồi chị coi cái anh Hùng đi nhậu hai cô gái chết bò sừng rồi đó. Thấy chưa? Tôi mới học cho đi với tụi em đó là rồi đó. Nè, nè. Mới chế là tùy giữa ra nhà trọ đó với khách hàng đó, gái đó bệnh đó. Tìm cho con nhà trọ khách hàng. Rồi nhà chạy xe đi, dịch xe chạy luôn á. Ở đây sắm nhà cái đó không nè. Biết rồi. Ừ, tôi sợ lắm. Đút chồng kìa hết cơm rồi. Không đút cho chồng chứ ăn mình mà hả? Không muốn bằng. Đút nè, hộp cơm nè. Là đút cho ông đi. Ông à, ông muốn ăn không? Muốn ăn lại không? Được, ông múc được mà. Muốn ăn đi. Con chó về nha. Ừ? Con chó về nha. Không. Cái tôi không có chó à. Đi à. Không, chó tiền nhân của tôi. Chó không chó tiền nhân. Chết tình nhân là sao? Tình nhân tức là ông bà mình đã chết qua rồi, xin trở lại nhà mình nữa. Thầy nói ông mãn kiếp người ở nhà đó rồi, ông phải ra đi. Ông có thể thương con chó ông ấy đầu thai lên con vật, ông ấy được ở nhà. Rồi con vật đó ở phương nào cũng ta chuyển lại tận tay mình. Đáng lẽ chú kia coi chừng chú bắt con chó tôi à, tôi không có cho. Ai đâu mà bắt đâu bà ơi, mà cho người ta đang nỉ, ta chưa lấy nữa. Dạ dạ dạ. Người ta làm nhà tối thì chạy đi kiếm xe về. Ban ngày thì dọa, tối chạy xe về. Tôi chó tôi đâu dám ngủ, tôi thủ tôi cầm cái ra ngoài cái cửa hả? Ăn ngon không? Cơm ngon không? Ngon. Ăn lần này chứ chiều không có ăn. Hay chẳng ăn lần này là bánh mì giá thủ đó, đó bụng ăn. Hồi tối ngủ giống không? Tối là ăn mặn á. Hồi tối không xong ngủ vậy không? Không. Sao kỳ vậy? Cũng sợ. Sợ gì? Bị ẩn ra máu hỏng quá tôi sợ lây. Đâu gì đâu lấy. Hơi thở. Mấy ngày cho ăn cái đồ ăn, nói ăn cái đủ chó ăn, nó không dám ăn. Nước đi chút vậy? Nước hả? Ừ. Ừ. Thằng này nó đốt dây tròn nó hấp, nó lấy gì nó lý dòng lọc. Ừ, nói chuyện người ta hoài. Không thả bắt nó vô hỏi cái tao mày đâu mày đưa. Rồi ăn cơm kìa, đút chồng kìa. Chỉ ăn lập cái này là 156, nó nói ba anh em tôi ba nhà. Nó đều quấn ăn lập biết 5-7 lần rồi. Rồi đút cơm nhóm kìa.
Bởi vì chồng yêu kìa. Bởi vì thằng Lộc mất, người ta đặt chụp hình ở nhà này hết trơn á. Đặt chụp hình cái giải này nè. Lúc cơm với chồng kìa, không chịu không? Bao nhiêu là cái muỗng đàng hoàng đâu, anh ăn muỗng này có múc chứ rồi. Cái lần này nó biết người ta chết, nó chảy phát chết, nó đầu thú, người ta tha nó. Bây giờ tòa án đi phụ mặt trận nó chạy rồi. Không có chuyện gì ta, đặt chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện nhà người khác. Rồi ăn no đi nha, xong rồi dẹp dọn nha. Nghe chào khán giả ông bà ấy coi nha. Dạ, chào khán giả là với đồng bào. Có tinh thần giúp đỡ cho hai vợ chồng tôi nộp cái tiền lúc ốm đau, tôi chân thành cảm ơn. Ừ. Cầu chúc cho mấy cô có dịp may mắn, có tiền vô nhiều để giúp đỡ cho tôi nữa. Rồi. Rồi con đi về nha. Cái chìm xe, xe nó dám gì nó thường, tạ chết nó gì. Rồi.